Kính thưa quý vị, tôi là TV256, tên thường dùng của tôi trong các diễn đàn Pow Talk và Facebook. Hôm nay tôi trình bày cho quý vị nghe về một sự việc nghiêm trọng. Qua cái chết của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào ngày 21 tháng 9, 2018, và hôm qua, ngày 24 tháng 9, 2018, tôi sực nhớ đến một bài viết của ông Nguyễn Khắc Mai mà tôi đã từng đọc được trong tờ báo online của anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Nếu quý vị có thể vào google.com rồi quý vị đánh dùm TV256 là Nguyễn Khắc Mai Bỉnh Trúc, thêm chữ Bỉnh Trúc nha quý vị, thì quý vị sẽ thấy ngay hai cái link, một cái link là Facebook, một cái link là anh Ba Sàm wordpress.com. thì quý vị hãy vào hai cái link này. Thì cái link đầu tiên đó thì quý vị sẽ gặp ông Nguyễn Đình Cống. Vào trang nhà của ông Nguyễn Đình Cống, quý vị sẽ xem thấy cái bài viết của ông Nguyễn Đình Cống về cái vấn đề mà có thể là tại sao có cái câu đó của Nguyễn Bình Khiêm mà các ông được biết. Và quý vị có thể vào cái trang của anh Ba Sàm. Cái này TV256 thấy là rất là quan trọng quý vị. Tại vì đó, cách đây cỡ khoảng vài tiếng thôi là TV256 thấy hoàn toàn biến mất cái trang của ông Nguyễn Khắc Mai. Cái trang mà 92-95 bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nên xin lỗi xã hội đó. Thì khi ông Nguyễn Khắc Mai đó viết cái bài này á, là ông viết vào năm 25 tháng 7 năm 2016, mà hồi hôm qua đó thì TV256 có vào được, nhưng mà hôm nay thì hoàn toàn biến mất, từ hồi sáng tới giờ hoàn toàn biến mất TV. Vào trang anh Ba Sàm và TV đánh cái search Nguyễn Khắc Mai cũng hoàn toàn không thấy bài viết này, coi như là biến mất hoàn toàn. Thì trong khi mà TV làm cái video clip này á, thì TV256 mới bất chợt vào lại thì lại thấy xuất hiện trở lại. Thành ra đó, nó có liên quan đến cái vấn đề mà anh Ba Sàm. Thì quý vị biết rằng anh Ba Sàm và chị Nguyễn Thị Minh Thúy là cái người mà đã cộng tác với anh Ba Sàm, đã bị từ công an cộng sản bắt và đưa ra tòa vào năm 2016. Thì một người thì bị bản án là 5 năm tù giam, anh Ba Sàm đó là Nguyễn Hữu Vinh đó, bị 5 năm tù giam, còn chị Nguyễn Thị Minh Thúy thì bị 3 năm tù giam. Họ sự thật họ hoàn toàn không có tội, nhưng mà
coi như là họ không có được cái quyền tự do ngôn luận ở trong cái nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đâu, thưa quý anh chị em. Tại vì đó, họ bắt hai người này về cái tội là trong bộ luật hình sự là tội 258 đó. 258 đó là tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà bôi xấu lãnh đạo, bôi nhọ lãnh đạo thì cũng bị bắt giam đó, thưa quý anh chị em. Cho quý anh chị em tìm hiểu rằng là hoàn toàn chúng ta không có quyền tự do ngôn luận ở cái nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bây giờ TV256 muốn dẫn quý vị về đến cái trang nhà của ông Nguyễn Đình Cống. Ông Nguyễn Đình Cống viết vào ngày 26 tháng 7 năm 2016 với cái tựa đề bài viết là Quan tự diệt, sản tất vong. Thì sẵn đây TV đọc luôn cho quý anh chị nghe cho đỡ buồn nha. Hôm nay đọc bài của Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt Nam, có đoạn sau. Thấy hay, tôi xin chép lại để cho các bạn tham khảo. Tôi đặc biệt chú ý tới các từ trong câu đối Minh Quang Trọng Ngân Phúc Sản, trích bài của ông Nguyễn Khắc Mai. Gần đây, cùng với một số nhà nghiên cứu tâm linh đi chiêm bái ở mấy ngôi đền vùng Đông Hải, khi qua đền cụ Trần Bỉnh Khiêm thì trời mưa tầm tã, chúng tôi phải tấp vào một quán ven đường để trú. Ngồi chờ mưa tạnh, nhâm nhi chén trà nóng, tham gia trò chuyện cùng mấy người dân địa phương. Tôi nghe họ nói và kể cho nhau nghe nghĩa về một câu đối có vẻ như là sấm truyền. Đôi câu đối nói về triết lý sống ở đời. Bỉnh chúc vô minh quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Nghĩa là ngọn đuốc là bỉnh chúc, mà không có nguồn sáng thì là vô minh, thì ánh sáng tự mất là quan tự diệt. Ham hố tiền bạc, trọng ngân đó là ngân là tiền, đó là quá trọng về tiền bạc đó, nhưng không chịu tu nhân tích đức, khiến cho phúc mỏng là bạc phước đó, thì của cải tài sản chắc cũng mất hết. Đại khái là chúng ta thấy trong đây thì TV thấy khi mà TV đọc được cái bài của ông Nguyễn Khắc Mai đó, thì TV nói thật đó, hồi nào tới giờ TV chưa bao giờ tin về những cái câu sấm. Mình đấu tranh mà mình đâu bao giờ tin vào câu sấm đâu, mà mình thấy ông Nguyễn Khắc Mai ông viết cái bài đó vào tháng 7, và ông post cái bài đó thì mình đọc ở trong cái trang nhà của anh Ba Sàm, thì mình mới tìm hiểu coi nó có cái câu mà bỉnh chúc vô minh quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tiêu vong. Mình nghĩ rằng là mình làm sao mình tìm kiếm được cái câu này, nó trước khi mà Nguyễn Khắc Mai viết, để mình biết rằng là cái câu này nó có từ ngàn xưa rồi. Nhưng mà sự thật mình vào trong Google, mình mò mẫm rồi mình tìm tất cả những cái câu thơ của Sấm Trạng Trình, mình cũng không thấy cái câu mà bỉnh chúc vô minh quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản thi vong. Mình hoàn toàn không có thấy cái câu đó trước khi mà đọc được cái bài của ông Nguyễn Khắc Mai. Thành ra hoàn toàn là mình không tin về cái vấn đề này. Thành ra đến một thời gian thì bẵng đi, mình quên bớt đi. Rồi đến cái ngày mà chúng ta biết được là sự ra đi của ông Chủ tịch nước Trần Đức Quang,
thì hôm nay TV mới sực nhớ lại và lên tiếng rồi tìm lại những cái bài xưa để mình đọc hầu cho phổ biến cho quý anh chị em biết được những cái sự thật. Và đây mình dẫn quý vị đến trang của anh Ba Sàm viết, có bài viết của ông Nguyễn Khắc Mai, bài số 9295, tựa đề là Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nên xin lỗi xã hội dân sự. Và tiếp theo cái tựa đề phụ là Bỉnh Trúc Vô Minh, quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Bài viết của ông Nguyễn Khắc Mai vào ngày 25 tháng 7 2016. Đại khái thì bài viết nó cũng khá dài, thành ra TV nghĩ rằng là quý anh chị em nên vào để mà xem nhé, tìm hiểu thêm cho nhiều. Chứ lý do nào mà ông Nguyễn Khắc Mai kêu là bà Nguyễn Thị Kim Ngân nên xin lỗi xã hội dân sự? Vì bà ta đã tuyên bố một cái câu như là không phải cứ hô hào thật to, kích động là có được chủ quyền. Một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ, nhưng chưa làm gì cho đất nước, chỉ nói và kích động làm rối tình hình. Đó thì đại khái bà có những cái tuyên bố là có thể là láo liếu. Thành ra đó ông viết một cái bài để mà có thể là cũng chỉ trích đó. Thì trong cái bài viết của ông thì quý anh chị em đó thấy rằng là có cái câu này: Bỉnh Trúc Vô Minh, quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Đó thì đại khái cũng giống như là cái bài của Nguyễn Đình Cống mà đã copy lại cái phần này của ông Nguyễn Khắc Mai. Đó, chúng ta thấy rằng là nó một cái điều nó kỳ lạ, đó là sự thật thì trong cái bài cái clip của TV 256 thì TV sửa lại rằng là sửa cái chữ quan là chữ quan là Trần Đại Quang đó, thành ra từ TV 256 viết hoa cái chữ này và viết hoa cái chữ ngân nữa là Nguyễn Thị Kim Ngân, và viết hoa cái chữ phúc là Nguyễn Xuân Phúc, và chữ S này đó là TV cũng viết hoa luôn, là sản là cộng sản tất sẽ bị vong. Dạ yeah. Rồi TV sẽ tiếp tục để mà cho quý vị đến thăm cái đền thờ của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nha. Dạ, lăng của cụ Trạng Trình đó nằm ở tỉnh Hải Dương, quý vị. Hải Dương là một tỉnh ở miền Bắc, đông thì giáp Hải Phòng, Hạ Long, tây thì giáp Bắc Ninh, Hà Nội, nam giáp Thái Bình, Nam Định, bắc thì giáp Lạng Sơn, Cao Bằng. Quý vị nào mà muốn đến viếng thăm đền thờ của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thì quý vị có thể đến tỉnh Hải Dương. Đây là qua cái hình ảnh mà chúng ta thấy thì cái hình ảnh đó là cái đền thờ của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bên tay phải thì chúng ta có cái bức tường đó được điêu khắc rất là sắc sảo, cũng nằm trong cái khu vực của đền thờ cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bây giờ TV muốn sơ lược cho quý anh chị em, kể cho quý anh chị em những cái giai thoại về cái cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì trước hết TV muốn chia sẻ về cái tiểu sử của ông một tí xíu nha. Thì ông Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491 và mất năm 1585, 44 tuổi thì ông đã đậu được trạng nguyên đúng vào năm 1535, rồi được phong tước là Trình Quốc Công.
Trình Quốc Công, thành ra người dân mới quen gọi là Trạng Trình. Ngày nay chúng ta gọi là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông được coi là một nhà tiên tri lừng lẫy nhất của nước Việt Nam ta. Ông đã để lại nhiều câu sấm ký mà dân gian gọi là sấm Trạng Trình. Thì nói thật nó có rất nhiều cái giai thoại về cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì hôm nay thì nhân cái dịp này thì TV nhớ lại những cái thở mà khi mà còn sống ở Việt Nam đó, thì TV có đọc những cái sách về cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì theo cái trí nhớ của TV thì kể cho quý anh chị nghe. Thì trước hết là cái câu chuyện về cái quạt giấy. Thì lẽ dĩ nhiên là có những điều thiếu sót và những cái điều nó có thể là nó sai chút đỉnh. Thì quý anh chị em thông cảm giùm nha. Thì khi mà có một ngày nọ đó thì ông cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mua được một cái quạt giấy. Cái quạt giấy thì nó sợ dễ xé rách gì đó. Khi ông mua quạt giấy về đó thì ổng bấm độn rồi bấm cái quẻ gì đó để mà coi được cái số mạng của cái quạt giấy. Tại vì ông tin rằng cái quạt giấy nó cũng có cái số mạng của nó. Thế là ổng lấy cái quạt giấy đó ổng treo ở đầu giường. Rồi ổng cứ ngắm nghía hoài mà ổng tính ra được cái số mạng của cái quạt giấy đó là vào cái ngày mà tự nó là nó sẽ bị xé rách thôi. Thì đến lúc mà cái ngày mà ổng nghĩ là cái quạt giấy này sẽ bị tan nát, mà ổng nói trong lòng ổng cứ nghĩ đó là mình treo trên đầu giường mà, thì làm sao mà ai mà có thể mà xé nổi cái quạt giấy, hoặc là làm sao mà cho nó rách. Thì ổng nói rằng là trong lòng ổng nói lòng đó là ổng nói rất là vô lý, là cái chuyện đó không thể xảy ra được. Thì đến đúng cái ngày mà ổng bói toán đó, ổng nghĩ là cái quạt giấy này nó sẽ rách, mà ổng không biết cách nào mà xé rách được. Thì ổng cứ cầm cái quạt giấy rồi ổng phủi bụi rồi ổng ve vuốt rồi ổng quạt tới quạt lui hoài. Mà trong khi đó thì vợ của cụ Trạng Trình đó thì có người cháu đến đó. Người cháu đến thăm hai vợ chồng và mời hai vợ chồng đi ăn một cái bữa tiệc. Bữa tiệc thì bà vợ đó bà nói rằng là ông ơi, mà cháu nó mời đi ăn tiệc mà tại sao ông cứ cầm cái quạt giấy, ông có cái gì mà sung sướng với cái quạt giấy mà ông cứ cầm ông cứ coi hoài vậy? Thì đến lúc mà người cháu nó không thấy ông đến thì người cháu lại chạy qua lần thứ hai cũng không thấy đến nữa. Rồi người cháu đến lần thứ ba thì hối thúc cái người cô là chừng nào lại cô chú đến. Thì bà lúc đó bà nóng quá rồi, đến lần thứ ba bà nóng quá rồi mà bà cứ thấy cái ổng cầm cái quạt giấy như vậy mà ổng cứ phe phẩy hoài mà không có để ý vấn đề mà đi thay đồ để mà đi ăn lễ nhà cháu mình để mà ăn tiệc. Thế là bà giận quá, bà trong lúc ông đang cầm thì bà giận quá, bà giật cây quạt giấy và bà xé tan nát cái cây quạt giấy hết. Thì lúc đó thì tự nhiên ông bật lên, ông cười ha ha, đúng rồi, đúng là cây quạt nó có cái số của nó và đúng là cái số của nó phải bị tan nát như thế này. Thế là hai vợ chồng lại nhà cái người cháu để mà ăn bữa tiệc và kể lại cái câu chuyện mà bói toán của ổng bói cái số của cây quạt giấy nó cũng bị tan nát vào cái thời điểm đó.
thì mọi người mới thấy được cái tài, rồi là tài tiên tri của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì đó là một câu chuyện thôi, chứ sự thật ra thì chúng ta thấy có rất nhiều câu chuyện. Bây giờ tới TV nhớ thêm là TV có nhớ đến cái câu chuyện của cái câu chuyện mà cái này thì nó cũng mới xảy ra đây thôi, tại vì cái thời vua Minh Mạng mà, thời vua Minh Mạng là TV nghĩ là thời 1700 mấy đó, thì thời vua Minh Mạng đó thì vào cái đời năm thứ 14 thì vua Minh Mạng mới sai Nguyễn Công Trứ đó. Nguyễn Công Trứ là một cái vị quan cũng 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 rất là nổi tiếng cái thời đó. Thì người đưa Nguyễn ông Nguyễn Công Trứ Trứ đó được vua điều đi khai hoang ở cái vùng Hải Dương, thì ông Nguyễn Công Trứ đó đó mới 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 thấy là phải làm một cái đào, một cái con sông mà nó phải 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 phá cái đền của ông Trạng Trình, phá cái mã của ông Trạng Trình. Thì đại khái là như vậy. Thì ổng mới khi mà ổng mới ra lệnh cho dân chúng để mà phá cái đền đó, phá cái đền đó để mà khai khai mương đó, đại khái như vậy. Thì khi mà phá cái đền đó thì mới chưa chưa gì đó đã thấy có cái tấm giấy mà ở dưới Lư Hương hay là cái gì tôi nhớ không rõ, nhưng mà đại khái là ông Nguyễn Công Trứ ông đọc được một cái câu sấm của ông, một cái câu sấm của ông nó ghi như thế này: Minh Mạng thập tứ thần trứ phá đền thì phải làm đền, nào ai đụng đến doanh doanh điền nhà bay đó. Đại khái là lúc đó là khi mà đọc được cái câu sấm như vậy đó thì ông Nguyễn Công Trứ rất là kinh hãi, là thấy đoán đúng y chang như vậy, thành ra ông mới tâu với nhà vua rồi là không có phá cái đền nữa. Đó là cái như sự việc xảy ra là như vậy. Còn một cái đó là có một câu chuyện nữa, đó là TV nhớ đó là cha con thằng Khả đánh ngã bia tao, làng xóm xôn xao bắt đền Tam Quán. Thì khi người ta đó khi người ta bắt được cái hai cha con của một cái ông đó tên là Khả, thì không biết làm như thế nào để mà họ đào bắt dế là làm cái gì đó mà làm cái ngã cái tấm bia mộ. Ngã cái tấm bia mộ á thì người ta thấy được cái mặt sau của cái bia mộ đó là có cái chữ đó, có cái chữ in như vậy đó, chữ viết như vậy đó. Chữ viết là cha con thằng Khả đánh ngã bia tao, hàng xóm xôn xao bắt đền Tam Quán. Thì người dân làng mới nói rằng là Tam Quán thì mà có thể là nó sai cái dấu hay là gì đó, thì Tam Quán là người dân dân nghĩ là tam là ba, quan là quan tiền, thì người dân mới bắt là phải nộp đủ ba quan tiền thì mới tha được. Thì hai cha con nhà nhà của ông Khả đó mới về nhà mới bán đồ bán đạp được để mà lấy tiền để mà đền bù cho dân làng để mà xây lại cái mộ bia đó. Thì hai cha con về nhà đó bán mọi việc khắp khắp của cải rồi bán được có 1,8 à. Thì tới hồi đưa cho quan á, thì trình cho quan đó là nói là bây giờ chỉ có được 1,8 à. Thì ông quan ông ngẫm nghĩ đó, ông quan ở trong làng đó ông ngẫm nghĩ,
Không chừng đúng là tam quán đó, tại vì Trạng Trình hay có vụ mình nói lái đó, thành ra Trạng Trình, cụ Trạng Trình nói là tam quán tức là quan tám, thì thành ra đó, quan nói thôi như vậy là tha đi, lấy một quan tám là đủ rồi, một quan tám là đủ rồi chứ không phải là ba quan đâu. Thì đại khái là cái câu chuyện nó gì nó cũng nói lên cái, mình có thể là mình coi nó là huyền thoại, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì TV nghĩ nó lại là một cái sự thật. Nó sự thật thì vì nó trùng với cái câu sấm nói về cái chết của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thành ra bây giờ mình trở lại tất cả những cái mà mình có thể cho thành là những mẫu chuyện mà huyền thoại, là có thể là có thật đó, thưa quý anh chị em. Thôi TV xin trình bày đến đây là chấm dứt cho cái clip này nha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Chúc các anh chị em vui vẻ và hạnh phúc. Thân chào quý anh chị em.